Hello, xin chào các em. Thầy tên là David Nguyễn Hòa Giang ha. David Nguyễn. Bây giờ trong cái video này á, thầy sẽ chỉ các em xài các dụng cụ ha. Cái này là cái cây bút ha. Tiếng Anh kêu là cái pen hay là cái holder. Mình tiếng Việt mình kêu là cái pen. Các em thấy không? Đó, cái này là mình có thể mình mở ra được nè. Nó có con ốc ha. Nó con ốc đó, mình vặn nó ra, mình mở ra ha. Nhớ nha. Rồi cái này mình có thể lấy ra được luôn nè. Thấy chưa? Mình có thể lấy ra được luôn. Thì cái cây bút này đó, các em thấy đó là mình cái đầu bút nó đây là có hình dấu thập. Thấy không? Đó. Còn cái cây bút này đó, nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là hình dấu thập. Không? Cái cây bút này nó bán đắt tiền hơn, cái này nó sử dụng bằng inox tức là stainless steel. Không? Còn cái cây bút này nữa, cây bút này cũng rất là đắt tiền, nó cũng là inox luôn. Không? Cái cây bút này cái công dụng nó rất là nó xài có thể xài được ba cái. Có thể mình xài đặt cái lưỡi thẳng hoặc là lưỡi xéo hoặc là đặt mấy em thấy cái lỗ tròn tròn không? Thấy cái lỗ tròn tròn ở đây không? Ngay giữa đó, đó là mình có thể đặt cái kim vô đó để mình đâm. Ok, còn đâu lưỡi dao nó có rất là nhiều loại nhưng mà đây thầy chỉ có chỉ cho các em. Thứ nhất, đây là cái loại lưỡi dao này là 21 cây kim nha. Mà các em thấy không? Nó hình 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 cong không? Nó hình hình cung không? Cái này kêu là chữ U. Tiếng Anh kêu là U shape, là U shape không? Nó là hình chữ U. Rồi mình cũng có cái này nó màu đen đó, nó cũng tương tự như vậy. Cái này hình như là 18 cây kim. Không? Nó cũng là chữ U luôn, hình chữ U. Không, hình chữ U. Rồi có cái những cái loại lưỡi khác, không? Có cái loại lưỡi thí dụ như cái này nó xéo, không? Ok. Bây giờ thầy sẽ chỉ các em làm sao mà mình đặt vô. Đặt cái lưỡi dao nó vô trong cái dụng cụ này như thế nào. Thì đầu tiên á, các em phải gắn nó vô như vậy trước không? Thấy không? Thấy đây không? Đó là mình phải gắn con ốc vô trước. Rồi mình đặt cái lưỡi dao vô ngay trong đây, đặt cho nó thẳng. Không? Đừng có dài quá như vậy, đặt nó xuống như vậy chút xíu. Đó. Bắt đầu mình vặn lại, đừng có vặn chặt quá nha, đừng có vặn chặt quá. Thì chứ lúc mà mình vặn sắp chặt rồi đó, các em phải để cho nó cái góc, cái độ nghiêng nó như vậy chút xíu rồi bắt đầu mình vặn nó thiệt chặt vô. Đó, xoáy cho nó thiệt chặt vô, xoáy cho nó chặt vô. Bắt đầu mình mới thử. Nha, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Mình đẩy nó xuống. Thấy không? Mình push nó xuống, đẩy nó xuống nè. Đẩy nó xuống cái chiều này. Đó, nó cứng như vậy là good rồi. Đó. Thì cái này mà khi mình cầm á, là mình cầm mình xài như vậy. Cắt á, là không có cắt. Đừng có cắt men đây. Cắt là phải cắt cái góc bên đây. Cắt góc bên đây, ok. Đó, mình để vậy mình cắt nè. Đó, thấy chưa? Để vậy là mình cắt. Ok. Không có được để vậy nha. Để vậy là sai. Mình để vậy cắt. Nó tiện hơn. Ok. Ok, còn đâu cái cây bút này đó. Giờ thầy sẽ chỉ cho em cái cây này. Cái cây này thì nó cũng tương tự như cái cây này thôi. Không có khác gì nhau không? Nó có là hình dấu thật thôi. Giờ thầy muốn chỉ cho các em là cái cây này. À, cái cây này cái công dụng nó như thế nào? Thì trước tiên là thầy sẽ gỡ ra cho các em coi. Gỡ ra nha. Rồi, cái lưỡi này đó. Giờ mình sẽ gắn cái lưỡi chữ U này vô. Thì gắn cái lưỡi chữ U này vô đó. Thấy các em thấy không nè. Đừng có gắn sâu quá như vậy. Sâu quá như vậy là cái lưỡi nó ra đây nó quá ngắn. Đó, mình phải xê dịch nó ra chút xíu. Khoảng 2 mm, 2 hoặc 3 mm. Các em thấy không? Nó phải dài ra như vậy. 2 hoặc 3 mm. Xong bắt đầu mình mới gắn nó vô đây. Đẩy nó vô nha. Đẩy nó vô như vậy. Xong rồi bắt đầu là mình xoáy ốc vô. Đó, mình xoáy ốc vô. Đó là cái cách xài. Đó. Xài cái cây bút này đó, các em phải nhớ ha. Nếu mình thuận tay phải đó, là cái ngón giữa mình để cái cây bút này nó nằm trên cái ngón giữa này, còn cái ngón tay cái này là mình xài nó mình đẩy mình lăn đó. Đó, đừng có để thẳng ra như vậy nhé, để thẳng ra như vậy làm sao đẩy được đúng không? Mình phải co lại chút xíu vậy đó, mình phải co cái ngón tay lại chút xíu vậy đó, mình đẩy mình tập đẩy nó mỗi ngày. Ví dụ như các em cầm đũa cầm bút đó, nó mỗi ngày phải tập đẩy đẩy kéo. Ví dụ mình kéo nó như vậy đó. Muốn đẩy là phải co cái tay lên, co ngón tay cái lên rồi mình đẩy. Nó muốn kéo thì duỗi cái ra chút xíu vậy rồi mình kéo nó ha. Kéo kéo đẩy ha. Đẩy đó, tập lăn không, tập lăn như vậy đó. Thì cái cây bút này nó rất là hay ha. Một khi mình để thẳng như vậy á, nó kêu là eccentric ha. Đó, mình cắt eccentric, mình để là mình cắt như vậy đó, mình lăn cái cây bút, mình lăn lăn cái cây bút ha. Rồi cái này đó mình cũng có thể mình đặt xéo được không? Cái cây bút này nó rất là hay. Mình có thể mình đặt xéo được. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em mình đặt xéo. Gỡ cái này ra trước.
Okay, gỡ cái lưỡi ra. Ok. Đó. Thì nếu mà muốn đặt xéo đó thì các em thấy cái đó mình phải cho nó vô vậy. Đó, cho vô. Mấy em đừng có để sâu quá như vậy nha, đừng có để sâu như vậy là sâu quá. Để phải cho nó khoảng 2-3 mm cho cái đầu nó dài ra như vậy. Đó, sau bắt đầu là mình đặt nó vô trong cái này. Nhớ nha, cái này là cái đuôi nè, thấy chưa? Đó, cái đầu. Đó, mình bỏ dậy trước, xong rồi mình xoáy cái nốt vô. Xoáy nó vô. À, xoáy nó vô. Thì lúc mà mình chưa xoáy chặt á, là các em mà nhớ, các em đẩy chiều này cũng được. Hoặc là nhiều khi mình cắt cái bén đây nó lùn rồi đó, nó không còn bén nữa, thì mình đẩy nó qua đây. Không? Sau đó là mình siết nó vô. Siết, siết nó vô. Xong đó mình thử xem nó có chặt không. Đẩy nó xuống. Đó, thấy chưa? Đẩy nó xuống. Cái này vẫn còn lỏng. Siết thêm chút xíu nữa. Rồi, chặt rồi đó. Đó, bây giờ cây bút này có hai công dụng không? Một là để thẳng, hai nữa là để xéo như vậy. Ok. Đó, các em xài mấy cây bút này là phải rất là cẩn thận ha. Đó, rất là cẩn thận. Còn cái cây xéo này đó, cái lưỡi xéo này đó. Lưỡi xéo này thì đặt như thế nào? Thì mình cũng đặt vô lưỡi xéo thì chỉ nên có nên không có thể. Lưỡi xéo là chỉ có để nghiêng cái góc như vậy thôi. Ok. Để như vậy mình kêu là classic. Nếu mà để thẳng á, lúc nãy đó là eccentric, cái này là classic. Mình giữ nó đây rồi mình siết nó vô. Siết nó vô ha. Siết nó vô mình thử xem nó cứng không. Đó. Tương đối rồi, cứng rồi đó. Đó, để như vậy thôi. Đó, 45 độ ha, nghiêng 45 độ. Đó, rồi mình cắt. Ok. Đó, ok. Rồi. Đó, trong cái video này là thầy chỉ cho các em xài mấy cái dụng cụ này không? Làm sao mình đặt lưỡi dao, làm sao mình mở ra, mình siết vô. Ok. Rồi, chúc các em một ngày vui vẻ. Thank you and goodbye.